À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của nhà Pompey cùng với viện Nguyên Lão để khôi phục nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã thực hiện cái cuộc chiến, nói chung là đã ổn định được khá nhiều vùng lãnh thổ của mình rồi. Bây giờ thì kế hoạch của mình là mình cố gắng giữ các cái vùng đất này, giữ và có thể là mình sẽ phải thành lập thêm các cái quân đoàn để có thể phòng thủ các cái vùng đất này. Bây giờ có thể thành lập thêm một quân đoàn nữa nhỉ, Treviri nhỉ, đúng không? Thêm các quân đoàn của Treviri nhỉ, thêm các quân đoàn của Viri đứng đóng ở đây á, cần có một sự chắc chắn về lãnh thổ. Viri và Patrick xem cái tình hình trung thành nào. Viri có vẻ hơi thấp nhỉ. Chưa lấy vợ được. Châu Phi xem ổn. À, Châu Phi có vẻ ổn rồi. Chúng ta sẽ thu thuế ở Châu Phi để có thêm tiền á. Nhưng mà chắc hết việc làm rồi. Lượt trước thì mình đã đánh đến khu vực này thì có thể là lượt sau mình sẽ tiếp tục ở đây đánh chiếm Hy Lạp luôn. Trận này quân nó không có lính nhắm thành, mọi việc là easy, cho luôn cái hạm đội này vào nó vây nữa. Chà, căng đấy. Trận này thì easy quá, tại là auto. Xong. Đã kiểm soát ở Hy Lạp. À, đối với cái vùng Hy Lạp này thì mình sẽ xây hai công trình. Đó là cái nhà lính trợ chiến và cái công trình phụ trợ để tăng cái tăng cái độ chính đam cho các đơn vị lính tầm xa. Đây này. Đây, công trình này. Tất nhiên muốn làm thế thì chúng ta cần phải nâng cấp vào công nghệ, nhưng bây giờ thì mình chưa. Bây giờ thì hết tiền và hết cái việc để làm rồi, nên chắc là mình sẽ qua lượt đó. Làm gì thì chắc phải để lượt sau rồi. Ây da, kinh tế của mình thì cũng chưa có gì là khởi sắc cả. Spy lên cấp. Em spy này có lẽ phải rút về đây để do thám xem thằng Ai Cập nó đang làm gì ở khu vực này. Còn khu này của chúng ta sẽ ổn định nào bằng cách chúng ta sẽ đóng quân đây đã. Mình nghĩ là khu vực Hy Lạp mình cần một quân đoàn. Thêm một quân đoàn nữa. Phe gì bây giờ nhỉ? Viri tiếp à? Cho nó đánh chiếm cái tỉnh này luôn. À, mình sẽ phát triển cái vùng này sang thành cái công trình hải quân. Để đây cả vùng này nữa, để mình sẽ phát triển quân sự ở đây. Đây mình sẽ xây nhà lính trợ chiến này và cái công trình phụ trợ này nữa để phát triển hải quân ở hai cái vùng này. Bây giờ thì lần này chắc cũng phải thêm quân đấy nhỉ. Thằng Ai Cập nó đánh nó phát thì mình không giữ được, khó nhất là mình chưa đuổi được cái hạm đội của thằng Rôm Đỏ ra đây. Đuổi được đi thì mình sẽ có thêm một quân đoàn nữa. Hay quá nhỉ? Thằng này nó sao nó giết cái thằng nổi dậy à?
lại rút về. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely. Thằng này nó cũng muốn mình chiến tranh mấy cái thằng đấy, cái quái nào nhỉ? À rồi, tái chiến đi. Mày đâu có một vùng đất này đâu. Chưa phải lúc. Ai Cập nó roi chị à? Chó chết, Ai Cập lại tuyên chiến mình rồi. Be welcome and may Hermes. Now we can drink and give thanks to Dionysus for the wine. We have agreement. Tập trung quân ngay ở đây để đề phòng thằng Ai Cập. Đó là một lời cảnh báo. Dù nó chưa dám tấn công mình đâu, nhưng mà đó là một lời cảnh báo cho mình. Quân đoàn này đánh chiếm được này cho anh. Đây ạ. Kiểm soát hết. Những cái tỉ này nó không có quân đồn trú của chúng nó, mình cứ auto thôi. Xong. Cái vùng này tuy nó có nhà lính trợ chiến nhưng mà bạn kích chuột phải và các chỉ vào này, các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể nâng cấp xây được những cái lính gì, thì nó rõ ràng nó chẳng xây được cái lính, nó không xây được cái lính lính đây, nó không xây được cái lính cung thủ Clayton Archer, nên chúng ta bỏ cái công trình đấy đi, xây bằng công trình khác. We hunger for battle. How may I serve you? On the road again. Chúng ta sẽ không xây bằng công trình khác. How can I? Cho nó vào quân đoàn luôn. Commander. Mình đang lo nhất là cái khu vực châu Phi này, mà nếu thằng Ai Cập nó đánh chiếm được cái vùng này là mình hết gỗ là mình không phát triển được hải quân, không thể nâng được hải quân đời 4. Bởi vì bây giờ hiện tại sắt và gỗ là hai cái loại tài nguyên quan trọng nhất của cái game này, thì mình đang phụ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu. Mà như thế thì không ổn lắm. Các bạn phụ thuộc vào nhập khẩu thì nghĩa là khi không may cái đất nước đấy hoặc cái vùng đấy, cái faction đấy nó bị mất cái nguồn tài nguyên đấy do bị chiến tranh nó bị xâm chiếm mất, thì các bạn cũng đương nhiên mất luôn cái nguồn nhập khẩu đó. Thế nên là sắt và gỗ. Ai, quân đội dậy chiếm được cái tỉnh này à? Chiếm luôn. Rồi, ok. Quân nổi dậy chiếm được cái tỉnh này. Chúng ta đang nghiên cứu xong cái công nghệ ở cái nhánh này. Đây, đến đây rồi. Thì những như các bạn như mình đã nói đúng không, mình sẽ chuyển sang mình nghiên cứu cái nhánh này ở đây trước đi. Đây, để chúng ta sẽ có các cái công trình hỗ trợ cho nhà lính nhá. Ai à, mấy thằng này đánh tốt thật nhỉ, đánh ở đây à. Rồi, cầm chân được thằng Ai Cập là tốt rồi. Có khi mình phát triển các cái khu này lên, nâng nó lên tường thành cao lên để chống nguy cơ bị tấn công. Nâng thành lên cấp 3 thì nó sẽ có pháo. Đây rồi. Ây chưa. Sao lại không ăn được? Về lý thuyết thì mình không ăn được, nhưng mà mình cũng thích đánh một trận kiểu như này đấy. Nó bảo mình không ăn được thì mình sẽ phải đánh cho bằng được. Mình không ăn được à? Tỷ lệ thắng của chúng ta rất thấp à? Ok, mình thích những trận đánh kiểu như thế.
Chúng ta có bốn đơn vị lên giường. Ok. Grouped and ready. Melee horsemen. Melee horsemen. Battle group ready and awaiting orders. Rồi, lục quân ở đâu? Ready by Jupiter, Mars and all the gods. Nó sẽ không tiến lên đâu bởi vì là mình không có pháo. We await your command. Mình sẽ chọn một cái hướng nào đó. Brave Romans to a man. Thế này chẳng hạn. Advance at speed. At the double. Advance at speed. At your service. Engage. Your orders. As you command. Để làm mất tập trung của nó. À, nó có mấy cái thuyền pháo là thuyền nó bẩn. Nhưng mà nó tính rằng tỷ lệ thắng của mình thấp như vậy là có cơ sở. Khử cho anh. Ai chả lê dương mà nó rắn phết nhỉ. Phải có kỵ binh rồi, chuẩn bị sốc. Sốc. Liên tục cho anh. Liên tục sốc thì nó mới mất tinh thần rồi. Một phát, đúng rồi. Lại rút ra đi, chuẩn bị. Riders and the double. By your command. Nếu như vậy thì mấy nả. Ai già. Brave Romans to a man. Wow. Mày mấy xịu được mấy nhiệt. Commander. Orders understood. Cứ thế mà là. Legionaries. Cứ thế mà phát huy. Jupiter gives us strength. Được đấy. Tiếp tục. Mất tinh thần của nó. Rồi. Legionary cavalry. Ready and waiting. Bộ binh của nó, à, hải quân nó đang đổ bộ rồi. Bọn này rắn ghê nhỉ. Bọn này lì thế. Và quẩy bọn này cho anh. Advance at speed.
Dương La Mã có khác lì đòn phết nhỉ. Thằng này bị sốc như thế mà nó vẫn còn à? Phạm lại đây. Trời. Đất của Lê Dương. À, bắt đầu ném đao mình rồi. Này vẫn còn tinh thần chiến đấu rồi. Ra đây, quẩy cái thằng tầm xa đang xông đến kìa. Ăn. Mất hết tinh thần rồi. Nó chạy hết rồi. Melee horsemen. Advance. Thương vong cũng nặng phết đấy chứ nhỉ. Xong rồi. Tất cả mấy con ngựa này xông vào. Để nó ném lao cho thế à? Để nó ném lao cho thế. Để dù. Xong chưa? Vào. Ăn luôn. Láo mà được. Láo với anh mà được. Xong rồi. Đến Lê Dương nó đến rồi thì xong. Chắc còn thằng tướng trong này à? Lại thằng tướng nhát chết không chịu ra đánh nhau phải không? Chuẩn men. Tiếp tục đạp cho nó phát nữa. Legionaries, by your command, ready for orders. By your command. Ready and waiting. Đạp cái này nó lâu kết thúc lắm. Understood. Riders, on me. Riders, advance. Orders. Ready and waiting. Lady Fetcher. Brave Romans to a man. By your command. Sons of Mars. Engage.
Kinh rồi, như là La Mã nó lì thế nhỉ, sốc như thế mà đánh tử đi. Ôi thằng này nó thằng này nó lôi cái thằng quân của mình từ trên ngựa xuống nó giết. Kinh thật. Mấy thanh niên này. One of our units has used all its ammunition. Legionaries. Double time. Quái quỷ nó tinh thần chiến đấu của binh sĩ của mình nhận màu vàng. Sao cũng như thế mà nó không đặt thưởng. Rồi. Lì thế. Kiểu này chắc phải vòng ra đây sốc luôn. Đúng quá nhỉ. Quân nó lớn này. The men are wavering. Hả? Gì? Có mấy con ngựa này vớ vẩn thế. Bình tĩnh, chạy em ra được. Proud Romans all. By your command. Let's advance. One of our units has used all its ammunition. Rồi, rút ra. Riders, advance. Thế mà không chết à? Đỏ. Ô, tướng đạo tướng mà nó đánh tổn thế nhỉ? Melee infantry. Advance. Ready and waiting. Nó lì đến cùng rồi. To charge. Sốc từ sau lưng này mà nó vẫn chiến đấu. Commander. Chết. Legionaries. Romans ready for duty. Ride out quickly now. Ready. Orders. As you command. Proud Romans all. Mất tinh thần rồi, sốc vào. Ác vãi trưởng, mình chưa thấy có đơn vị nào mà quá ác thế. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Nó tét này. Ai rồi? Ủa, không phải có lý do. Ủa, nó giết được 200 thằng quân mình. Đạo tướng này của nó mạnh thế. Ready for orders. Commander. Tướng của mình tướng cấp 1 nữa. À nó cũng không cho thế này. Nhẽ mình phải cho các cái này để nó tăng morale của chúng nó lên. Bổ sung cho nó thêm ít quân nữa. Thế. Rồi, qua lượt. Vậy là chúng ta đã kiểm soát được bán đảo Hy Lạp. Lo nhất thằng Ai Cập nó mà phát triển mạnh quá là mình lo. Mình muốn có một sự cân bằng ở khu vực châu Phi này. Your people are kỳ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok. Lại mua trung tướng của mình. Nghiên cứu nhánh quân sự hay dân sự? Tất nhiên là quân sự rồi, để mình đang nghiên cứu nhánh quân sự mà. Ây chà. Rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu cái điện thờ lên. Hải quân lên, chuẩn bị phát triển hải quân đó. Khu Bắc này à.
không ổn tí nào. Hai quân hạm đội à? Có thể thành lập thêm các hạm đội khác nhưng mà chắc chưa phải lúc. Nếu mình tái chiếm lại cái vùng này đi sau đầu. Nhưng mà trước khi đó thì mình phải làm nào để thuyết phục được cái thằng kia đó bán cho mình cái vùng đất kia đã. Này này, mình muốn mua lại cái vùng đất này của nó. Mua lại vùng đất đó. Cần mất khá nhiều thời gian nữa thì mình mới có thể kiểm soát được vùng này. Vùng này không cần nhà lính nữa rồi. Khu vực châu Phi này thì mình chỉ lo mỗi thằng Ai Cập thôi, chứ còn cái thằng Nubian này thì nó cũng không có quân gì mạnh lắm. Ai Cập với đội hình pha lăng rất nguy hiểm. Phương Bắc để mấy thằng dợ nó cứ đánh chiến lẫn nhau này, thành ra mình không thể giao, mình thể chơi được với một thằng nào cả. Chơi với thằng này thì nó ghét thằng kia là chết mình. À, một cô con gái của chúng ta đã đến tuổi trưởng thành. Con trai đến tuổi trưởng thành. Một cô con gái trưởng thành à? Tám điểm trưởng thành. Mấy thanh niên này không lấy vợ à? Tiếp tục mình phải làm nào tăng cái điểm ngoại giao với thằng này lên nữa. Ô, thằng Ai Cập nó lại chiếm được vùng này rồi. There is more I could do. Căng nhỉ. Yeah. Được, khả năng phòng thủ ở đây là được. Đóng ở đây đã. Mới kiểm soát được cái tỉnh này. Có thể mình tái chiếm vùng này cũng được nhỉ? Cần không nhỉ? Cần đấy. Phát triển khu phương Bắc này trước đây. Nâng cấp các cái thành của nó lên. Đúng rồi. Nâng thành lên đã. Đây. Nâng thành lên thì khả năng phòng thủ nó sẽ cao hơn. Xây công trình này thì nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học nữa. Cái này cũng vậy, lương thực thì cũng không thiếu lắm. Ôi, ở đây. Chúng ta đã xử lý xong khu vực Hy Lạp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến lên. Ai, đang muốn mua lại cái vùng đất kia mà khó, phải đấy lắm. Không biết nó liệu nó có bán cho mình không. I will speak the hardest word. Đề nghị hòa bình mà lại đòi tiền mình. Thằng này ảo tưởng sức mạnh nhỉ. Thassia. Đúng sổ rồi. Tướng Bình vãi trưởng nhỉ, đâm chết luôn đám gián điệp của nó luôn.
Đây rồi. Thật lên. Sau khi nghiên cứu xong công nghệ ở cái nhánh này thì bây giờ mình sẽ chuyển sang mình nghiên cứu vào đây để có đội cái nhà lính đời 13. Đây, nâng cấp được cái nhà lính này lên tiếp. Và đồng thời mình sẽ xây dựng cái điện thờ thần chiến tranh ở đây để tuyển được đội cung thủ Creighton Archer. Tiếp tục cho em này đi trung thành thấp thế nhỉ. Cái này gọi là dùng quỹ đen, dùng tiền để mua lòng trung thành. Đôi khi cũng phải dùng đến tiền. Mình rất muốn mua lại cái tỉnh này mà nó vẫn chưa bán. Commander, besieging settlement. We cannot pass here. 20 à? Mình có 18 rồi. Khá nhiều công thủ ăn, sợ gì. Không thành vấn đề. Mình cướp bóc để cho nó xuống nó chiếm mà nó cũng không chiếm. Thằng lạ thật. Thế tiết tốt rồi. Nó thậm chí còn chưa sửa lại thành à? Thành kiểu của La Mã này. Chỗ này nếu mà để mà tiến vào thì hướng này cũng đẹp. Nó sẽ bó khá nhiều. Nó không có nhiều kỵ binh lắm. Chúng ta lại có khá nhiều pháo. Lã chúng ta tan sát luôn. Mình nghĩ là mình phải cho bộ binh của mình tiến lên đây. Advance at speed! Legionaries! Double time! Tuyệt vời. Nó có chuyện tiến ra thì nó ăn no đạn luôn. Cho laser đây để kỵ binh đứng hướng này khi cần có thể sốc cho nó luôn. Không chịu ra pháo anh lã cho chúng mày lát đầu. Pháo mình lã cho nó chết bớt đi. Chịu ra, không chịu ra. Không chịu ra, chết cơ số luôn. Hmm.
chết hơi nhiều đấy. Không chịu giả. Sao thế nhỉ? Nó sợ thế cả. Sợ các quân đoàn Tây Dương của mình hết cả. Gì thế? Nó không dám tấn công mình luôn à? Nào, ra đây đi. Sao thế nhỉ? Bọn chúng sợ mình thế cả. Đây chỉ là Fist Cohort thôi mà, không phải được tập vệ đâu. Battle is turning in our favor. Romans ready for duty. At speed. First cohort. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Zamba, cái thằng sợ này. Chết à? Romans ready for duty. Brave Romans to a man. It's your glory. Your orders. Oh, thậm chí nó còn không dám xông vào. Hoa, cẩn thận chết con mình. Đâu, chạy lên quận à? Hay xa. Đây này. Chỗ này mới vui này. Có 3 đội Lê Dương của mình mà đánh nhau với cả một đám của nó luôn. Sons of Mars. Mày chết à? One of our units has used all its ammunition. Oh,
ba binh đoàn lên giường đánh. Qua dừng tay đi. One of our units has used all its ammunition. Đội Skullhawk này của mình gớm nhỉ. Đây có 3 thằng nhé. Chấp cả team chúng nó luôn này. Ôi, sợ thật. Swift Riders at your command. By your command. Bọn này được bút mạnh thế. One of our units has used all its ammunition. Thì ai dám đánh nhau với chúng nó nhỉ? Ready for duty. First cohort. Ba thanh niên này rắn đét nhỉ. Ôi. Không đùa đâu. Quân đoàn cấp 6 có khác mạnh vãi chưởng. Tưởng nó chưa chết có khác tinh thần cao quá nhỉ. Chạy hết rồi nào. Ok, thằng tướng nó lùi về nhỉ. Vãi nhỉ. Tôi đánh gì thế? Lê Dương mình chấp thế, quánh lì cũng trưởng. Chạy à. Cả một đám này không dám đánh nhau, sợ. Trăm 40 chiến sĩ. Trận này pháo của mình đã ra gì luôn. Rồi. Mày hả bưởi. Commander. Cần nhà lính ở đây đâu. Đó, ở đây nó chỉ có mấy cái thằng cung thủ này à. Cung này cùi chả cần. Đánh chiếm tốt. Xử lý luôn thằng Dacia này nhỉ. Được mà. Châu Phi yên ổn rồi. Con lửa đá. Đánh quanh là sao để có đội cung thủ Creighton Archer đã. Thì bắt đầu tính tiếp được. Chưa có đội cung thủ đấy thì ngoại giao ngay mà thanh niên kia nó chưa bán cho mình. Đâu nhỉ? Ba điểm trung thành khá cao đấy. Tiếp tục. Thằng Ai Cập mặt đỏ à? Lại thích chiến tranh à? Chưa lấy chồng được. Gia tộc của chúng ta đông quá.
Tiếp tục trận đánh tiếp theo. Thẳng vào đây. Ai ôi, nó đông lắm. Đánh đây thì chúng nó sẽ ra tiếp viện này. Rồi, chúng nó sẽ tiếp viện và mình công thành dễ nhàn hơn. Nào, ăn đây. Ăn đây. Ái chà. Sao trời có mưa thế này? Ô. Trời mưa thì chúng ta không bắn được đạn lửa rồi. Như vậy là mình sẽ hơi bị khó khăn đấy. Thôi được. Không bắn được đạn lửa thì phải tận dụng. Thế chất không được này nữa. Nó rất đông quân tiếp viện là mình sẽ cho quân mình mai phục ở đây ạ. Chúng ta có khá nhiều kỵ binh nên nó không sợ lắm. Trận này chúng ta sẽ không thể sử dụng đạn lửa. Gods are often kind to me in battle. Today will I pray be no different. Enemy reinforcements approaching. Nó có khá nhiều cung thủ ấy. Quân của nó đang hành quân trong rừng, mình không quan sát thấy. Quân của mình thì đang ở chế độ mai phục, nó cũng không thể nhìn thấy được. Tăng tốc lên sao nào. Ai chà. Đông phết chứ đùa đâu. Khá nhiều cung thủ nhỉ. Khá nhiều cung thủ nhưng bù lại chúng ta cũng có khá nhiều kỵ binh. Bính laser của chúng ta thì cực chất. Bắn dưới đạn thường này cho nó lạnh. Đẹp đấy, bắt đầu nó ra khỏi khu rừng là mình bắn được. Bắt đầu ăn hành. Bắt đầu. Rồi. Bắt đầu ăn hành rồi. Ẩn nấp. Quân của chúng ta đang ở chế độ ẩn nấp. Horseman à? Speed Horseman. Chết khá nhiều ạ.
ngắn nhất là bọn kỵ binh hiểu nói. Binh sĩ của chúng ta lất trong rừng cây. Rồi. Bắn vào đây đi. Tệ à? Sao em phải hình nhờ? Nó tràn vào kìa. Cho cái binh nó xông vào đấy. Our hidden units have been discovered. Chúng ta bị lộ rồi à? Rồi ăn luôn. Ăn luôn được cái binh của nó. Bắn vào đây. Chuẩn bị kỹ binh rồi. Hay là bị dính tên này. Rồi chờ tí. Xử lý xong cái này đã. Ra đây. The enemy general is dead. Hunter, đây này. Được, bình tĩnh. Break for glory. Chơi anh à? Rồi. Dacia Roma, Dacia. Ôi giời. Đến đây cô. Our general is under attack. Awaiting orders. Rồi. Đánh trận ở trong rừng. Chúng mày không ăn được anh đâu. Áp sát cho nó. Đừng để cho nó bắn tên. One of our units has used all its ammunition. Đừng để cho nó bắn tên. One of our units has used all its ammunition. Xe bắn đá có lẽ là dừng tay được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chia ra. Cán phòng tuyến phía sau của nó cho anh. Xong rồi. Romans ready for duty. Ok, kỵ binh của nó này. We await your command. Legionary cavalry. More quickly now. One of our units has used all its ammunition. Advance. Xong rồi. Nó hết lượng phương tên này. À đây. Skinster còn. Jupiter gives us strength. Tướng nó lì à? One of our units has used all its ammunition. Lên. Melee troops
lên. At your service. Nó không ăn được đâu, chạy hết rồi. Melee infantry at your command. Ôi. Legionary cavalry, charge! Thằng tướng cưỡi ngựa của nó mạnh quá nhỉ. Mình quá mình rút về đó. Riders, advance! You're forward! Ready and waiting. One of our units has used all its ammunition. Tướng nó mạnh quá. Ready! Commander! Thật nặng đội kỵ binh rồi. Riders, advance! One of our units has used all its ammunition. Sổ nơi dưa mà khỏe lắm, lên! Sợ thế bọn này. Cái nhà mấy thằng tướng là nó không bỏ chạy à? Đứng cạnh tướng. Đang đánh nhau bọn này à? For glory! Cavalry ready! Commander, your orders! Engage! Send to Mars! Mày á? Oh! Đánh nhau à? Xong trận này là mình có thể công cái thành của nó khá là easy bởi vì nó không còn quân nữa. Legionary cavalry by your command. Advance at speed. Legionaries. Double time. Ready and waiting. Yes, commander. First cohort. Charge. Chạy hết rồi. Romans ready for duty. Khử thằng tướng cho anh. One of our units has used all its ammunition. Còn mỗi vì cái thằng tướng này mà mình mất thiệt hại bao nhiêu đội tướng, nó mạnh ghê nhỉ. Thassia Royal Cavalry. Nhưng mà mình không ăn được nó. Mày. Nó 4.000 quân, mình có 2.000 quân. Mình liều vãi trưởng. Mà nó cơ bản là lắm đến tầm xa thôi. Cả đến giáp thành. That is impossible. Commander, none will escape. Đánh nhau tu trận này mất quân đấy. Lay siege to the settlement. Cho thanh niên này lên. At once. Vậy đã, để cho thanh niên này lượt sau đánh. Thanh niên này. Đây này. Thanh này không sợ. Chúng ta phát triển lại được rồi. Đâu nhỉ? Mình phải nâng cấp chủ. Chú trọng là nâng cấp các cái vùng này. Đây rồi, bây giờ làm sao lên là thiếu gỗ này, công nghệ. Chết rồi. Sẽ thiếu gỗ là nào? À, công nghệ thôi, gỗ mình có mà vẫn nhập khẩu được mà. Ôi chết rồi, thằng Ai Cập nó đánh chiếm thằng này. Nhanh không kẻo không kịp đấy chứ. Thằng Ai Cập nó chiếm trước là mình không kịp phòng thủ. Nâng nhà lên đời 3 nữa. Nâng cao cái năng lực phòng thủ. Mới được. Đã. My skills know few bounds.
Can you not attack chiến tranh với Ai Cập á? Từ từ, anh chưa thể chiến tranh với nó được. Chiến tranh với nó bây giờ là mình chết. Định ám sát mình à? Hướng à? Rồi ngả ra cho hai thanh niên kia nó đánh. Thanh niên này bị thương nặng rồi, cho mấy thanh niên này đánh để nó lên được tí kinh nghiệm nhé. Phối hợp quá tuyệt vời, nó không còn quân nữa mà nó rút hết quân ra ngoài để đánh mình trận được rồi. Ồ, hay quá. Chúng ta có thể tăng thêm một spy nữa, một chính trị gia. Tuyệt vời. Một chính trị gia nữa. Đây đi nhỉ. Tướng này là tướng của Kairi phải. Piso. Đúng rồi. Thêm một chính trị gia ở đây. Đúng mình cứng phê. Ready for orders. We hunger for battle. Commander. Nero. Cái của mình có tướng nào tên là Nero ở đây, thằng này chính là thanh niên này à? Chính là thanh niên này. Đế chế của chúng ta lại lên một bước nữa rồi, đồng nghĩa với việc chúng ta có thêm một vùng nữa có thể hỗ trợ. Maxim. Ổn đấy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.